Chào bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với bạn phương pháp chuyển đồ thị thành file ảnh có độ phân giải cao. Để thực hiện việc này, trước tiên bạn cần vẽ một đồ thị có độ sắc nét cao trong Excel. Sau đó, bạn copy đồ thị sang phần mềm PowerPoint. Nhưng trước khi copy sang thì bạn cần kiểm tra kích thước của đồ thị. Kích thước của đồ thị ở đây là 8 cm chiều cao và 10 cm chiều rộng. Và khi mở phần mềm PowerPoint, ở đây tôi đã mở sẵn rồi. Bạn lựa chọn kích thước của slide cho phù hợp với kích thước của đồ thị. Đó là 10 cm chiều rộng và 8 cm chiều cao. Bạn copy đồ thị và dán sang slide trong phần mềm Excel. Bước tiếp theo, bạn sẽ lưu đồ thị dưới dạng file ảnh. Ở đây bạn có thể chọn file ảnh có đuôi là TIFF. Bạn đặt tên file và lưu. Sau khi lưu xong, chúng ta có được file ảnh. Và đây chính là ảnh của đồ thị chúng ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, nhìn đồ thị ở đây thì độ phân giải chưa cao. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra độ phân giải của hình ảnh đồ thị. Và như bạn nhìn thấy thì ảnh của đồ thị có độ phân giải là 96 ppi. Rất là thấp so với tiêu chuẩn của một đồ thị có chất lượng cao. Vì vậy, bước tiếp theo, tôi xin hướng dẫn bạn cách để bạn có thể có được ảnh đồ thị có độ phân giải 300 dpi. Để thực hiện việc này, bước đầu tiên, bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng Windows Start, sau đó bấm Run và nhập Resedit và nhấp OK. Từ cửa sổ bên trái có chữ Hotkey Current User, bạn lựa chọn vào mục này, sau đó chọn đến Software, tiếp đến bạn chọn đến Microsoft. Bước tiếp theo, bạn chọn Office. Phiên bản của tôi là 16 chấm, cho nên tôi lựa chọn là 16, sau đó chọn đến PowerPoint. Từ PowerPoint, bạn chọn Option. Ở cửa sổ bên phải, bạn nhấn chuột phải, sau đó chọn Divert và tạo file có tên là Export Bitmap Resolution. Sau khi tạo file xong, bạn nhấp chuột phải vào file này và chọn Modify, chọn Decimal và chọn giá trị ở đây là 300, tương ứng với độ phân giải của đồ thị bạn muốn, và nhấn OK.
Và bây giờ quay trở lại với file mà bạn đã lưu ảnh, đã copy ảnh từ Excel sang, và bạn thực hiện việc lưu ảnh một lần nữa để chúng ta kiểm tra xem độ phân giải của hình ảnh. Sau khi lưu ảnh xong, bạn có thể click để mở. Và rõ ràng, bạn có thể nhìn thấy độ phân giải của đồ thị bây giờ đã rõ nét hơn nhiều. Bạn có thể kiểm tra độ phân giải của đồ thị. Và rõ ràng bạn có thể thấy độ phân giải của đồ thị là 300 dpi. Trên đây, tôi vừa giới thiệu xong phương pháp để bạn có thể chuyển đồ thị từ Excel thành file ảnh có độ phân giải cao. Rất mong video giúp ích cho bạn trong quá trình viết báo cáo. Xin cảm ơn bạn.